Bão Cát là bộ phim tình cảm Thái Lan với màn kết hợp ngọt ngào của cặp đôi Phim và Ezer. Nội dung của bộ phim bắt đầu từ vụ mất tích bí ẩn của người anh trai cùng cha khác mẹ của nam chính Nares. Cũng nhờ đó mà anh tình cờ gặp gỡ mối tình đầu khó quên. Sai là cô bạn thân thiết của anh trai anh, cả hai đã cùng nhau tìm kiếm manh mối và kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Cũng chính từ đó mà giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Những tình huống hài hước khó đỡ cùng những nụ hôn nồng cháy của cả hai đã thật sự thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bão Cát cũng giống như tên gọi của nó, bên cạnh những phần cảnh hài hước ngọt ngào thì ẩn chứa bên trong chính là dông tố, hiểm nguy bởi những âm mưu và thù địch. Họ sẽ cùng nhau vượt qua như thế nào và liệu cả hai có tìm được anh trai của Rares? Câu chuyện tình yêu của họ sẽ đi về đâu khi Sai cũng từng là mối tình ngọt ngào của anh trai Rares? Cùng đón xem bộ phim thú vị này để cảm nhận thêm nhé! Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.